Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 107. Chẳng lẽ mày thực sự có đủ sức để giết sạch 500 người bọn tao à? Chỉ dựa vào con huyết long kia thôi sao? Nhắc đến huyết long, không ít người lộ vẻ e dè. Diệp Bắc Minh đáp, tất nhiên không phải. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Giây lát sau, Diệp Bắc Minh mở đôi mắt ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười rét lạnh, đúng rồi, tôi quên không nói với các người một chuyện. Chuyện gì? Lão giả khàn giọng hỏi theo bản năng. Trước đây tôi có một biệt hiệu, gọi là sát thần. Nói xong, Diệp Bắc Minh giơ tay lên nắm chặt, lòng bàn tay tỏa ra một luồng huyết quang. Một thanh kiếm đen mờ ảo hiện ra trong lòng bàn tay, bị một luồng khí tức kỳ lạ bao trùm, hoàn toàn không nhìn rõ hình dạng thật sự. Chỉ nhìn thấy được đường viền mơ hồ. Đây là một thanh kiếm, chỉ có thế mà thôi. Nhưng, khi nhìn thấy thanh kiếm này, trái tim mọi người không khỏi khựng lại một nhịp. Tựa như, cửa địa ngục vừa mở toang ra. Giết! Diệp Bắc Minh phun ra một chữ. Thanh kiếm này phát ra một luồng huyết quang cuồn cuộn như tử thần xông ra, nơi nó đi qua đều bị san phẳng. Hàng chục tu võ giả chân quân như giấy mỏng, chỉ cần chạm vào thanh kiếm đó đã tan thành đám xương máu. Điều đáng sợ hơn là một đạo hư ảnh giống hệt những người tan thành xương máu bắn ra từ đó. Thần hồn! Vù! Thanh kiếm kêu vang lên, tất cả thần hồn và đám xương máu của đám tu võ giả đều bị nó nuốt chửng. Hít! Những tu võ giả còn lại tại đó hít một hơi lạnh, tóc gáy dựng đứng. Thanh kiếm này ăn thịt người à? Lão giả khàn giọng hoảng sợ suýt nhảy dựng lên. Xẹt! Một đạo kiếm khí màu máu bay thẳng về phía lão giả, ông ta hoảng loạn vội vàng ra tay ngăn cản. Hàng loạt bản lĩnh cao cường xuất ra, huy động hơn chục món binh khí cũng không đỡ nổi luồng huyết quang lóe lên. Đừng! Luồng huyết quang hung bạo vô cùng, nghiền nát tất cả. Bất cứ ai bị dính huyết quang đều tan thành đám xương máu. Chỉ trong vài hơi thở, hơn một nửa trong số 500 tu võ giả chân quân bị giết hoặc thương vong. Những người còn lại hoảng sợ chạy trốn tứ tung. Diệp Bắc Minh giơ tay nắm lại, thanh kiếm không nhìn rõ hình dạng kia bay trở về tay anh, giọng nói như tử thần vang lên, cái chết kêu gọi, sát thần thức tỉnh. Cái chết, giết chóc, máu tươi, thần hồn. Giết! Kiếm khí bùng nổ, xương máu bay đầy trời. Dưới kiếm chấn ngục, 10 người chết không toàn thây. Đừng! Tôi sai rồi, cứu tôi! Các tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Có người cầu xin tha mạng, có người chiến đấu tới cùng, có người chạy trốn thảm hại. Tất cả đều không ngoại lệ, bị huyết mang đánh úp tới rồi ngã xuống đất. Một lát sau, hơn 500 người cảnh giới chân quân đều ngã xuống, ngay cả thân thể cũng không còn sót lại chút gì. Toàn bộ máu thịt và thần hồn đều bị kiếm càn khôn chấn ngục nuốt chửng. Giờ phút này, ở giữa chiến trường chỉ còn lại một người. Diệp Bắc Minh. Trên người anh tỏa ra một luồng khí tức chết chóc áp đảo, khiến những tu võ giả ở gần tháp đế cốt run rẩy và tiếp tục rút lui. Chấm. Cách xa tháp đế cốt cả ngàn dặm. Ầm ầm. Một bóng người bay qua như phát điên, nhanh như tia chớp, vang dội như sấm sét. Người này chính là tù sư. Sau khi thanh kiếm càn khôn chấn ngục giết chết mất chục chân quân cảnh trong nháy mắt, tù sư cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức quay người bỏ chạy. Mẹ kiếp, tên nhóc này thật sự có được báu vật từ tổ tiên hoa tộc. Đó là loại kiếm gì vậy? Thật đáng sợ, vừa nhìn thấy thanh kiếm đó, bổn vương đã có cảm giác như tử thần đang bóp cổ mình. Tù sư không muốn tin. Hắn ta có một ảo tưởng. Nếu ở lại thì mình chắc chắn sẽ chết khi đối mặt với thanh kiếm đó. Vì vậy, tù sư đã lợi dụng lúc hỗn loạn để trốn thoát. Dù có xấu hổ thì cũng tốt hơn là mất mạng. Chấm. Diệp Bắc Minh quay lại chỗ Tiêu Phi Yên và Nguyên Thi Vũ, chữa vết thương cho họ, sau đó ném cho mỗi người một viên đan dược. Viên đan dược này có thể tạm thời ổn định thương thế của hai người, về sau chậm rãi khôi phục là được. Đáng tiếc là tù sư đã chạy rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, có chút thất vọng. Nguyên Thi Vũ lập tức bị dọa sợ đến choáng váng. Đó là tù sư đấy. Người đứng đầu của tù gia, Nguyên Thi Vũ biết tù sư đáng sợ đến mức nào,
và sức mạnh của hắn ta ở lục địa hỗn độn ít nhất có thể xếp vào top 30. Diệp Thần thực sự muốn giết hắn ta ư? Tiêu Phi Yên nuốt nước bọt, trầm ngâm mấy giây mới nói, Diệp Thần, nói thật cho tôi biết đi. Có phải cậu đạt được kỳ ngộ nào ở vùng đất tổ tiên hoa tộc không? Thanh kiếm vừa rồi rất giống một vật từng gây ra gió tanh mưa máu khắp lục địa hỗn độn. Nếu là thứ đó, chắc cậu biết tôi đang nói cái gì. Nói xong, Tiêu Phi Yên nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, thứ nhất, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với bà. Thứ hai, vật này dù là gì đi nữa, nó cũng là của tôi, bà đừng hỏi nhiều. Cậu! Tiêu Phi Yên hơi tức giận, thái độ của cậu là sao đấy? Diệp Bắc Minh lạnh lùng đáp, hãy nhìn rõ địa vị của mình, đừng hỏi những điều không nên hỏi. Anh rất phản cảm với giọng điệu cao ngạo của Tiêu Phi Yên. Hành động thăm dò bí mật của người khác. Lúc này, trong đầu Diệp Bắc Minh vang lên một giọng nói, nhóc con, đừng ở lại đây lâu, vừa rồi bổn tháp đã phải dùng một chút sức mạnh. Dù đã dùng khí hỗn độn che giấu, nhưng có lẽ đã bị người khác phát hiện. Chắc chẳng bao lâu nữa, nhất định sẽ có người từ bản nguyên đại lục truy tìm đến đây. Diệp Bắc Minh giật mình, tiểu tháp. Ông đã bại lộ rồi sao? Đúng, nhưng cũng chưa hoàn toàn bại lộ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẳng định, bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất, giết sạch tất cả những ai đã chứng kiến cậu ra tay. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tuy anh thích giết người, nhưng sẽ không giết hại người vô tội. Lựa chọn thứ hai là gì? Tôi sẽ ra tay, xóa sạch ký ức của họ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích. Cho dù sau này bị người khác thăm dò ký ức, họ cũng chỉ nhận được một khoảng ký ức trống rỗng. Diệp Bắc Minh gật đầu, vậy thì xóa ký ức của họ đi. Chốc lát sau, Diệp Bắc Minh giơ tay lên cao nắm chặt, xin mọi người hãy nhìn về phía này. Vù vù vù. Hàng vạn đôi mắt vô thức nhìn sang. Vù. Một luồng ánh sáng hỗn độn bùng nổ, vài giây sau, luồng sáng biến mất. Mọi thứ trở lại im lặng. Mọi người ngẩn ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập vẻ hoang mang, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao chúng ta lại tụ tập ở đây? Này, tôi cũng không biết nữa, tôi cảm giác như đang mơ ngủ vậy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi không nhớ nổi? Có người gõ gõ lên đầu mình. Mọi ký ức về Diệp Bắc Minh xuất hiện đều đã hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên. Không trung bị chấn động mạnh, hai người trẻ tuổi một nam một nữ bước ra từ khe hở không gian, chính là nơi này rồi. Khí tức hỗn độn vừa rồi phát ra từ đây. Ngay khi hai người trẻ tuổi xuất hiện, hàng vạn tu võ giả phía dưới cũng nhận ra họ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với vẻ nghi hoặc. Thanh niên kia nhíu mày, giọng lạnh lùng vang lên, vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì? Có ai vừa sử dụng lực hỗn độn không? Các người có nhìn thấy một thanh kiếm như thế này không? Nói rồi. Ngón tay thanh niên chỉ lên không trung, vẽ một đường. Một bức tranh khổng lồ hiện ra trên không trung. Đó là một thanh bảo kiếm màu đen cổ xưa. Trên thân kiếm có một con rồng sống động đang quấn quýt, dù chỉ là một bức tranh nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được một luồng áp lực tận đáy linh hồn. Nếu Diệp Bắc Minh có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Nhóc con kia, cậu là ai thế? Có tư cách gì mà hỏi chúng tôi? Một người đàn ông trung niên trưng ra vẻ mặt khinh thường, lạnh nhạt nói. Người này có tu vi ở chân quân cảnh trung kỳ, chưa từng thấy ai dám nói chuyện với mình như vậy. Ha ha! Thanh niên kia nheo mắt lại, một tia sáng lạnh lóe lên rồi biến mất. Phụt! Trong tích tắc, thân thể người đàn ông trung niên tan nát, biến thành đám xương máu rồi biến mất. Cái này. Lúc này, tất cả tu võ giả xung quanh tháp đế cốt nhìn thanh niên đó với vẻ kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt đã xóa sổ một tu võ giả chân quân cảnh trung kỳ, người này rốt cuộc ở cảnh giới nào? Chẳng lẽ là thần quân cảnh? Trong sự kinh hãi của muôn người, giọng nói của thanh niên lại vang lên, khi tôi hỏi câu hỏi, tôi không thích phải hỏi lần thứ hai. Nói xong, đám đông như một cái nồi vừa sôi lên. Hàng vạn tu võ giả đua nhau lên tiếng, đại nhân, chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại nhân, trong ký ức của chúng tôi hoàn toàn không nhớ chuyện vừa xảy ra. Đại nhân,
chúng tôi không nhìn thấy khí hỗn độn nào cả. Đại nhân, chúng tôi cũng chưa từng thấy thanh kiếm mà ngài nói. Một người không biết thì có thể không nói. Nhưng hàng vạn người đều không biết, thì chắc chắn có vấn đề rồi. Hai nam nữ trẻ tuổi đồng thời nhíu mày. Hai người thoáng nhìn nhau. Trong lòng cô gái trẻ khẽ động, đồng tử lóe lên hai tia sáng, lần lượt xuyên vào trán của hai tu võ giả. A! À. Hai tu võ giả kia kêu lên thảm thiết, đau đớn quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu. Sau khi lựa chọn hàng chục người, cô gái trẻ lắc đầu, quả nhiên như chúng ta đã nghĩ, ký ức của họ đã bị xóa sạch. Sắc mặt thanh niên kia vẫn bình tĩnh, ánh mắt lập lòe, đồng thời xóa ký ức của hàng vạn người, ngay cả chúng ta cũng khó làm được điều đó. Chẳng lẽ thật sự là lực hỗn độn? Có lẽ là vậy, cô gái trẻ gật đầu. Ha ha! Thanh niên kia kích động, gương mặt hơi đỏ lên, hỗn độn là nguồn gốc của tất cả. Đã mười mấy kỷ nguyên thế giới bản nguyên không còn dấu vết của khí tức hỗn độn. Nếu không phải chúng ta ở gần thế giới này, có lẽ cũng không phát hiện ra dao động ở đây. Nếu có thể đạt được khí hỗn độn, lĩnh ngộ được một chút khí hỗn độn sẽ rất có lợi cho chúng ta. Phía dưới, hàng vạn tu võ giả, u chơ, võ giả, kinh hãi đến nỗi tóc gáy muốn dựng đứng lên. Hai người này đến từ thế giới bản nguyên ư. Cô gái trẻ lờ đi vẻ kinh ngạc của hàng vạn tu võ giả, nhíu mày nói, nhưng người đó rốt cuộc là ai? Xem cách hắn xóa ký ức của những người này, chắc chắn đang phòng bị điều gì đó. Chúng ta muốn tìm hắn thì e rằng không đơn giản. Thanh niên kia cười nói, không đơn giản, nhưng cũng không khó, phải không? Thế giới này chỉ có bấy nhiêu mà thôi, chúng ta lùng sục một lượt cũng không mất nhiều thời gian. Cô gái trẻ lắc đầu, đó không phải là mò kim đáy bể sao? Không không không. Thanh niên kia lại cười một cách kỳ quái, cô đã hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi nói là để hắn chủ động xuất hiện. Ý gì? Cô gái trẻ ngẩn ra. Thanh niên nói, đại lục này không lớn, chúng ta giết sạch nó cũng không mất bao lâu. Giết một người có lẽ không liên quan gì đến hắn, chỉ cần chúng ta cứ giết mãi, giết cho đến khi tàn sát toàn bộ đại lục này. Chắc chắn sẽ giết đến những người có liên quan với hắn, lúc đó hắn còn chưa chịu xuất hiện sao? Nghe những lời này, cô gái trẻ không khỏi hít một hơi lạnh, Trần Tu, anh muốn tàn sát cả đại lục này sao? Không sai. Trần Tu bước ra, từ từ giơ hai tay ra, chỉ là một lũ kiến hèn mà thôi, trong phạm vi thế giới bản nguyên của chúng ta có tỷ tỷ đại lục như thế này. Nhiều hay ít đi một cái cũng chẳng khác gì. Đồng tử của hắn ta nheo lại. Bắt đầu từ các người đi. Vừa dứt lời, chỉ nghe ào một tiếng, giống như trên mặt nước có một tầng gợn sóng. Một luồng lực lượng khó cưỡng lại tràn đến. Những tu võ giả này vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phụt, 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 phụt. Thân thể họ nổ tung như quả dưa hấu, trong nháy mắt hàng vạn người tan thành đám xương máu. Những tu võ giả khác nhìn thấy cảnh này, hoảng loạn chạy tứ tán. Nhưng đáng tiếc. Ngay khi họ vừa bay lên không trung, phụt, phụt, phụt. Thân hình từng người một vỡ tan tại chỗ. Trời ơi! Cứu mạng! Mẹ kiếp, liều mạng với mày! Một số tu võ giả không chịu khuất phục, đốt cháy huyết khí xông thẳng về phía Trần Tu, nhưng lại thấy ngọn lửa trên người ngày càng lớn, rồi biến thành đống cho tàn. Những tu võ giả khác hoàn toàn tuyệt vọng. Đôi mắt cả đám người đỏ ngầu, họ gầm thét, dù mày đến từ thế giới bản nguyên, hành động giết chóc này cũng sẽ bị trời phạt đấy. Trần Tu cười nhạt, giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo khinh miệt, chỉ là lũ kiến hèn mà thôi. Tao giết bọn mày, liên quan gì đến bọn mày đâu. Trời phạt, lời lẽ của kẻ yếu đuối thôi. Chấm. Sau khi rời khỏi tháp đế cốt, xác nhận không có ai theo sau. Tiêu Phi Yên không thể nhẫn nhịn thêm nữa, chặn trước mặt Diệp Bắc Minh, Diệp Thần, rốt cuộc cậu đã làm như thế nào vậy? Lúc ở đế đô, cậu rõ ràng không phải là đối thủ của tù sư. Nhưng lúc nãy, cậu suýt giết được tù sư. Sức mạnh của cậu đến từ đâu? Phải chăng là từ thanh kiếm thánh của Hoa tộc? Thanh kiếm cậu vừa sử dụng, là kiếm thánh của Hoa tộc phải không? Nguyên Thi Vũ giật mình, kiếm thánh của Hoa tộc, vật này thật sự tồn tại à? Năm đó, chính vì thanh kiếm này mà khắp đại lục hỗn độn đã từng chìm trong gió tanh mưa máu,
chẳng lẽ đó chính là thanh kiếm Diệp công tử vừa dùng? Tiêu Phi Yên không nói gì thêm. Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Diệp Bắc Minh. Muốn nhìn thấu điều gì từ đó. Nhưng tiếc thay. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng bình tĩnh, không lộ ra dấu vết gì. Tôi đã cảnh cáo bà, đừng hỏi những điều không nên hỏi. Đừng tưởng rằng vì bà là thần hậu mà tôi sẽ không dám ra tay. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở bà. Nói xong, Diệp Bắc Minh xoay người bước đi. Tiêu Phi Yên không tin tà, lại một lần nữa chặn trước mặt Diệp Bắc Minh, cậu có chắc tên cậu là Diệp Thần? Chứ không phải là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Chẳng lẽ danh tính của mình đã bị lộ? Anh giơ tay bóp chặt cổ Tiêu Phi Yên. Một luồng cảm giác nghẹt thở truyền đến. Tôi không biết bà đang nói gì. Nguyên Thi Vũ nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ kinh hoàng. Diệp đại ca, đừng kích động. Hai chân của Tiêu Phi Yên lơ lửng trên không, dù đang nghẹt thở nhưng khóe miệng vẫn lộ nụ cười. Ha ha, Diệp Bắc Minh, cậu nghĩ tôi sợ chết à? Cậu thật sự tưởng rằng danh tính của mình đã được che giấu rất kỹ sao? Trên đời này có bức tường nào không lọt gió chứ? Ngay từ lúc cậu xuất hiện tại mị tộc, đã có nhiều ánh mắt vô hình theo dõi cậu rồi. Dù cho màn kịch giả chết ở phong ma cốc của cậu diễn rất đạt, nhưng chỉ cần có người để tâm điều tra, thân phận của cậu cũng sẽ bị bại lộ. Ánh mắt Diệp Bắc Minh khẽ dao động. Trong lòng Tiêu Phi Yên thầm mừng, có hy vọng. Bà ta lập tức bổ sung, nếu tôi đoán không nhầm, cậu là người từ hạ giới đến đại lục bản nguyên, đúng chứ? Cậu che giấu thân phận như vậy, chắc hẳn là vì muốn bảo vệ người mà cậu quan tâm. Nếu thân phận của cậu bị đám người tù sư, Tiêu Trấn Quốc biết được, cậu nói xem, những người mà cậu quan tâm sẽ ra sao? Câu nói này trực tiếp chạm đến vảy ngược của Diệp Bắc Minh, bà muốn chết à? Năm ngón tay siết chặt. Rắc rắc. Một tiếng giòn tan vang lên. Cơ thể Tiêu Phi Yên bỗng chốc căng cứng, cảm giác tử vong ập đến. Khoảnh khắc này, bà ta thật sự cảm thấy mình sắp chết. Trong lòng dâng lên một tia hối hận, bà ta đã đánh giá thấp sát tâm của Diệp Bắc Minh. Dùng chút sức lực cuối cùng thốt ra ba chữ, ngự, kiếm, tông. Bà nói gì? Diệp Bắc Minh có chút do dự, ném Tiêu Phi Yên sang một bên. Khụ khụ. Tiêu Phi Yên điên cuồng hít thở. Cuối cùng bà ta cũng biết người trước mắt đáng sợ đến mức nào, vừa rồi trong nháy mắt, bà ta có một loại ảo giác. Người trước mắt chính là một vị tử thần. Một vị tử thần bò ra từ địa ngục. Nếu không phải bà ta nói ra ba chữ ngự kiếm tông, e rằng cổ của bà ta đã bị người này bóp nát. Khụ khụ, ngự kiếm tông, tôi nói ngự kiếm tông, tôi biết tung tích của ngự kiếm tông. Diệp Bắc Minh trầm giọng, nếu đã như vậy, tại sao lúc trước tôi hỏi bà lại không nói? Tiêu Phi Yên cười lạnh nhìn anh, tại sao cậu vừa hỏi tôi thì tôi sẽ phải nói? Tôi hỏi cậu, vì sao cậu lại không trả lời? Diệp Bắc Minh sững sờ. Giây tiếp theo. Được. Anh lạnh lùng gật đầu, muốn thế nào bà mới chịu nói. Tiêu Phi Yên biết mình đang nắm quyền chủ động, cũng không biết vì sao ba chữ ngự kiếm tông lại có sức hút lớn như vậy đối với Diệp Bắc Minh. Ánh mắt của Tiêu Phi Yên lạnh băng, cất lời, cậu hãy trả lời hết câu hỏi của tôi trước, sau đó tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện về ngự kiếm tông. Được. Diệp Bắc Minh không chút do dự gật đầu, nhưng tôi chỉ trả lời bà ba câu hỏi, bà hãy suy nghĩ kỹ trước khi hỏi. Ba câu hỏi, tôi sẽ cho bà câu trả lời chân thật. Sau ba câu hỏi, dù thế nào bà cũng phải nói cho tôi biết mọi chuyện về ngự kiếm tông, nếu không tôi có cả vạn cách khiến bà hối hận. Cơ thể Tiêu Phi Yên run lên, bà ta có thể cảm nhận được, Diệp Bắc Minh không hề nói đùa. Phù. Hít sâu một hơi, giọng nói của Tiêu Phi Yên vang lên, câu hỏi thứ nhất, cậu không phải thánh tử Diệp thần của ma tộc, cậu là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đáp. Phải, cũng không phải. Tiêu Phi Yên nhíu mày, ý cậu là sao? Diệp Bắc Minh giải thích, trước tiên, tôi đích thực là thánh tử ma tộc. Đây là do bát đại thiên ma sắc phong. Thứ hai, tôi cũng là Diệp Bắc Minh. Được. Tiêu Phi Yên không xoắn suýt nữa, tiếp tục hỏi, thanh kiếm trong tay cậu, có phải là thanh kiếm trong truyền thuyết kia không? Diệp Bắc Minh nhíu mày, vẫn trả lời, thanh kiếm này tên là kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Còn có phải là thánh võ của hoa tộc hay không, tôi không biết. Quả nhiên, chính là nó.
Tiêu Phi Yên kích động đến mức toàn thân run rẩy. Năm đó, vô số người tìm kiếm thanh kiếm này, nhưng không ai tìm được. Thanh kiếm này thậm chí còn mang đến tai họa ngập đầu cho hoa tộc bị diệt vong cũng không chịu giao nó ra. Chúng tôi vẫn luôn cho rằng nó không tồn tại, không ngờ thanh kiếm này thật sự tồn tại. Không chỉ Tiêu Phi Yên, ngay cả Nguyên Thi Vũ ở bên cạnh cũng tràn đầy chấn động. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, toàn bộ đại lục hỗn độn nhất định sẽ dậy sóng gió tanh mưa máu. Thực lực của cậu, có phải là do tiến vào tổ địa hoa tộc mà tăng lên không? Cậu đã lấy được gì từ bên trong? Diệp Bắc Minh gật đầu, một phần thực lực của tôi là do tiến vào tổ địa hoa tộc mà tăng lên. Tôi chỉ lấy được một ít dược liệu thượng cổ từ bên trong, không có bảo vật quan trọng như các người tưởng tượng. Tiêu Phi Yên lắc đầu, không thể nào. Nếu cậu không lấy được chỗ tốt to lớn từ tổ địa hoa tộc, làm sao có thể hoàn toàn nghiền ép tù sư? Nhất định còn có ẩn tình khác, rốt cuộc là gì? Diệp Bắc Minh cười đầy ẩn ý, đây đã là câu hỏi thứ tư. Ba cơ hội của bà đã dùng hết, đến lượt bà trả lời tôi. Ngự kiếm tông ở đâu? Cậu! Tiêu Phi Yên tức giận quát lên, định nổi giận. Nhưng khi đối diện với đôi mắt vô cảm của Diệp Bắc Minh, cơn giận trong lòng bà ta lập tức tan biến. Ngự kiếm tông đã không còn tồn tại. Bà đùa tôi à? Giọng nói của Diệp Bắc Minh đột nhiên lạnh xuống. Tiêu Phi Yên vội vàng nói, cậu hãy nghe tôi nói hết. Ngự kiếm tông thật sự đã không còn tồn tại. Tôi không biết cậu nghe được cái tên ngự kiếm tông từ đâu, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết. Từ mấy ngàn năm trước, ngự kiếm tông đích thực là một tông môn kiếm đạo hùng mạnh, nhưng đột nhiên một ngày, long mạch dưới ngự kiếm tông cạn kiệt. Hơn 1.000 năm liên tiếp không có một tu võ giả nào ra hồn gia nhập ngự kiếm tông, lâu dần tông môn này dần dần suy tàn. Một tông môn cần tích lũy qua nhiều thế hệ mới có thể xây dựng, nhưng suy tàn chỉ trong chớp mắt. Tôi có thể dẫn cậu đi, cậu xem sẽ biết. Một ngày sau, Diệp Bắc Minh đứng giữa một vùng phế tích rộng lớn, xung quanh toàn là những tòa nhà đổ nát. Quảng trường rộng lớn, cỏ dại mọc tùm. Những tòa nhà quy mô hoành tráng, chỉ còn lại nền móng bị phong hóa lộ ra ngoài. Nơi này thật sự là ngự kiếm tông ư. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Chẳng lẽ sư phụ đã nhầm lẫn? Bảo anh đến đây tìm sư tỷ. Đùa gì thế? Lúc này, tại tổ địa hoa tộc, bia mộ của giáo phụ chợt lóe lên. Một giọng xa xôi yếu ớt vang lên, tôi cảm ứng được, tên nhóc kia đã đến ngự kiếm tông. Kiếm chủ bất diệt trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, 9 người bọn họ đều đã đến à? Giáo phụ nhíu mày, có chút sai sót, Yêu Yêu và Như Khanh không có ở đây. Có 7 người bọn họ tế kiếm, hẳn là đủ để đánh thức hồn của kiếm càn khôn chấn ngục. Chấm. Trong phế tích của ngự kiếm tông. Đột nhiên, vài tu võ giả từ một hướng khác đi tới, miệng lẩm bẩm, một chuyến không công. Chẳng kiếm được chút lợi lộc nào, ai nói ngự kiếm tông có bảo vật thế? Đúng vậy, mấy ngàn năm trôi qua, có bảo vật thì đã sớm bị người ta lấy đi rồi. Mấy người phát hiện ra 3 người Diệp Bắc Minh. Lại thêm một nhóm đến nhặt đồ thừa. Tôi khuyên các người vẫn nên đi đi, không có gì cho các người nhặt đâu. Mấy người kia lắc đầu. Tiêu Phi Yên cười trên nỗi đau của người khác, nhóc con, thấy chưa? Tin tức của cậu quá lạc hậu, có lẽ 1.000 năm trước cậu đến ngự kiếm tông còn có thể lấy được thứ mình muốn. Bây giờ đến, ngoài việc ăn một miệng đầy bụi thì chẳng có gì cả. Cùng lúc đó, phía sau núi ngự kiếm tông. 7 người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên, Thiên Nhận Băng đứng trước một hồ dung nham khổng lồ. Nơi này chính là hồ đúc kiếm của ngự kiếm tông. Ánh sáng đỏ rực chớp động, khuôn mặt xinh đẹp của mỗi người đều bị nóng đến đỏ bừng. Ong! Đột nhiên, hồ đúc kiếm rung chuyển dữ dội, 7 người ngẩng phát đầu lên. Cắn chặt môi, khuôn mặt trắng bệch. Trong mắt Vương Như Yên ngấn lệ, tiểu sư đệ đến rồi. Nhảy đi! Thiên Nhận Băng hít sâu một hơi. Chờ một chút! Môi Vương Như Yên cắn đến bật máu. Có thể gặp tiểu sư đệ lần cuối không? Thiên Nhận Băng ngẩng đầu, trong mắt cũng tràn đầy sự lưu luyến, thập sư muội, em muốn để tiểu sư đệ nhìn thấy chúng ta tế kiếm sao? Em, thôi vậy. Cơ thể Vương Như Yên run lên, nhắm mắt lại. Bước ra một bước.
thân thể mềm mại rơi xuống hồ dung nham nóng bỏng. Sáu người còn lại thấy vậy, cũng bước ra một bước. Giây tiếp theo. Xẹt. Một đạo kiếm quang phóng lên trời, cả dãy núi đều rung chuyển. Luồng kiếm khí khổng lồ nhuộm đỏ cả bầu trời, một luồng kiếm ý ập đến. Đột nhiên, một tu võ giả trong số đó kích động nói, là phía sau núi. Nơi đó năm xưa từng là hồ đúc kiếm của Ngự Kiếm Tông, chẳng lẽ có trọng bảo xuất thế? Cơ hội đến rồi. Đi, đi xem. Mấy người nhanh chóng lao về phía sau núi. Gần như cùng lúc đó, trái tim Diệp Bắc Minh đau nhói. Phụt. Anh phun ra một ngụm máu tươi, sư tỷ, em cảm nhận được khí tức của sư tỷ, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Tháp, chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục sững sờ, giây tiếp theo bỗng hô lên, chết tiệt. Nhóc con, mấy vị sư tỷ của cậu hình như. Thì ra là thế, mục đích của bọn họ là, nhóc con, mau đến phía sau núi. Diệp Bắc Minh như phát điên, lao đến phía sau núi của Ngự Kiếm Tông. Trên bầu trời hồ đúc kiếm, mây máu tụ lại, một số tu võ giả kinh ngạc nhìn về phía hồ đúc kiếm. Chuyện gì xảy ra thế? Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh bực bội gầm lên. Không ai trả lời cả. Vèo. Anh lao đến vị trí gần hồ đúc kiếm nhất, túm lấy cổ áo một người đàn ông trung niên, ông vừa nãy vẫn ở đây, nói, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, gần như phát điên. Phía sau anh, chín con hắc long hiện ra, nhe nanh múa vuốt. Người đàn ông sợ hãi, vội vàng giải thích, đại. Đại nhân, chúng tôi đến hồ đúc kiếm nhặt đồ thừa, vừa rồi. Vừa rồi có 7 cô gái tuyệt sắc đứng gần hồ đúc kiếm, không biết vì sao tất cả đều nhảy vào hồ đúc kiếm. Cái gì? Diệp Bắc Minh nghẹt thở. Giọng nói run rẩy quát, dáng vẻ của bọn họ thế nào? Người đàn ông tập trung ý niệm, thần lực trong cơ thể tuôn ra, hình thành khuôn mặt của 7 cô gái trong không khí. Đại nhân, chính là bọn họ. Khoảnh khắc nhìn thấy 7 người này. Phụt. Trái tim Diệp Bắc Minh run lên, phun ra một ngụm máu tươi, ông xác định là 7 người bọn họ ư. Người đàn ông gật đầu, đại nhân, đúng, tuyệt đối chính xác. A. À. Diệp Bắc Minh tuyệt vọng gầm lên, quỳ sụp xuống đất, một dòng huyết lệ tuôn ra. 7 người này, chính là 7 vị sư tỷ của anh. Nguyên Thi Vũ và Tiêu Phi Yên chạy tới. Diệp công tử. Tại sao, sư tỷ, tại sao? Các người tại sao lại nhảy vào hồ đúc kiếm? Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Bắc Minh tuyệt vọng ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này, trái tim anh đau đớn như muốn ngừng lại, một nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả lan tràn, tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Sư tỷ, mọi người không thể chết. Diệp Bắc Minh như phát điên, nhảy vào hồ đúc kiếm. Diệp công tử. Diệp Bắc Minh. Nguyên Thi Vũ và Tiêu Phi Yên cực kỳ kinh hãi. Độ nóng khủng khiếp của dung nham ập đến. Đây không phải hồ đúc kiếm bình thường, mà là do tông chủ đời thứ nhất của Ngự Kiếm Tông dùng dị hỏa đốt lên. Cho đến khi Ngự Kiếm Tông đoạn tuyệt truyền thừa, lửa của hồ đúc kiếm vẫn chưa tắt. Có thể tưởng tượng, nơi này khủng khiếp đến mức nào. Sư tỷ. Diệp Bắc Minh điên cuồng gào thét, a. À. Huyết mạch sôi trào, thân thể gần như nổ tung. Diệp Bắc Minh điên cuồng tìm kiếm, hồ đúc kiếm sôi sục, cuộn lên những đợt sóng nhiệt khủng khiếp. Trời ơi! Thân thể của người này còn cứng hơn cả thép sao? Các tu võ giả xung quanh hồ đúc kiếm há hốc mồm, đồng tử co rút lại, không ngừng hít khí lạnh. Đột nhiên! Ầm! Hồ đúc kiếm khẽ run lên, 7 đạo ánh sáng đỏ như máu phóng lên trời. Cùng lúc đó, Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục phát ra tiếng kiếm reo, chủ nhân, thả tôi ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Bắc Minh vừa động ý niệm. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục từ không gian trong tháp lao ra, xoay quanh hồ đúc kiếm một vòng rồi phóng lên trời. 7 đạo tinh khí đỏ như máu kia lập tức chui vào Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, dung hợp. Trong nháy mắt, khí tức của Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục điên cuồng tăng vọt. Nếu nói Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trước kia là một con hổ dữ, thì Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lúc này chính là một con chân long trên 9 tầng trời. Phù văn trên thân kiếm, cổ xưa mà tràn đầy sức sống. Con rồng được chạm khắc như sống lại,
uốn lượn thân mình trên thân kiếm. Giọng nói của Diệp Bắc Minh run rẩy, "Tiểu Tháp, chuyện gì xảy ra vậy? Đó là cái gì?" Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc một lát, "Nhóc con, nói ra cậu có thể không chấp nhận được. Người thân yêu nhất, dùng máu tươi tế kiếm. Đánh thức sức mạnh mạnh nhất bên trong kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, bảy vị sư tỷ của cậu đã dùng sinh mệnh của mình để tế kiếm." Mặc dù Diệp Bắc Minh đã sớm đoán được, nhưng khi thật sự nhận được câu trả lời, vẫn không thể chấp nhận. "Không!" Diệp Bắc Minh vô cùng tuyệt vọng, gào thét như phát điên, "Tiểu Tháp, cho tôi quay ngược thời gian. Đảo ngược thời không, mau đảo ngược thời không." Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bất lực nói, "Nhóc con, trước tiên là sức mạnh của bản tháp không đủ. Thứ hai, cho dù đảo ngược thời không, mấy vị sư tỷ của cậu sẽ không tế kiếm sao? Hơn nữa, bọn họ là tự nguyện tế kiếm, thần hồn đã tiêu tán." "Không thể nào." Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, "Giả. Tất cả đều là giả. Ha ha ha, sư tỷ, tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em cần thanh kiếm chết tiệt này để làm gì? Hậu nhân hoa tộc, thánh tử ma tộc. Ha ha, mọi người thật sự cho rằng em quan tâm đến những thứ này sao? Mọi người đều cho rằng em muốn trở thành cường giả tuyệt thế sao? Sai rồi, mọi người đều sai rồi." Diệp Bắc Minh lẩm bẩm, năm đó nếu không phải có mọi người, Diệp Bắc Minh này đã sớm trở thành một bộ xương khô dưới nền đất Côn Luân rồi. "Sư phụ truyền đạo thụ nghiệp, sư tỷ cho em sự ấm áp như người thân. Mọi người quan trọng hơn tất cả, nếu mọi người đã chết, em cần những thứ này để làm gì?" Lúc này, Diệp Bắc Minh cảm thấy trái tim mình đã hoàn toàn chết đi. "Diệp công tử, anh..." Nguyên Thi Vũ che miệng thật chặt. Tiêu Phi Yên cũng kinh hãi. Hai người kinh ngạc phát hiện, khí thế của Diệp Bắc Minh đã thay đổi long trời lở đất. Phía sau anh có ma khí ngập trời, không gian rung chuyển dữ dội, các loại hư ảnh thiên ma thượng cổ hiện ra sau lưng Diệp Bắc Minh. Mà đôi mắt của Diệp Bắc Minh cũng đỏ như máu tươi. Mái tóc đen nhánh ban đầu, trong nháy mắt biến thành màu tím đỏ. Một ý niệm, nhập ma. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh hãi, "Nhóc con, đừng như vậy, mau giữ vững bản tâm. Giữ vững phòng tuyến tâm lý cuối cùng." Diệp Bắc Minh nhếch mép cười, ánh mắt tà mị, đầy mùi máu tanh, "Tiểu Tháp, ông sai rồi. Đây mới là bản tâm của tôi. Tất cả mọi người đều ép buộc tôi, nếu chính đạo không thông, tôi thà nhập ma." Kiếm tới. Diệp Bắc Minh giơ tay lên nắm chặt, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục rơi vào tay anh, "Đi, theo tôi đến Đế Đô." Đế Đô, sâu trong hoàng cung, bên trong một đại điện. Tiêu Trấn Quốc nghe xong lời giải thích của tù sư, mí mắt giật giật, "Tù sư, ông không đùa chứ? Tên nhóc Diệp thần kia thật sự khủng khiếp như vậy, một mình chém giết hơn 500 chân quân cảnh, ngay cả ông triệu hồi ra sư tử chín đầu cũng không phải đối thủ của hắn ư?" Những người khác trong đại điện đều không thể tin được. Lão Hà và Bạch Tông Hà nhìn nhau, đều cảm thấy tù sư đang nói đùa. Tù sư chỉ vào ngực mình, "Tiêu Trấn Quốc, ông cảm thấy bản vương đang nói đùa sao? Thực lực của tên nhóc này đã không thể kiểm soát, hai chúng ta liên thủ có lẽ còn có cơ hội. Nếu để hắn tìm được cơ hội, từng người bị đánh bại, chúng ta chắc chắn sẽ chết." Nói xong, tù sư giơ tay lên, một hình ảnh ngưng tụ lại. Trong hình ảnh, một thanh kiếm cổ xưa mơ hồ hiện ra. Còn có thanh kiếm này, cực kỳ quỷ dị, chỉ cần chạm vào một chút sẽ bị hút cạn tinh huyết mà chết. Thanh kiếm này là... Lão Hà và Bạch Tông Hà hít sâu một hơi, không nhịn được kinh hô. Thanh kiếm này làm sao? Tiêu Trấn Quốc cảm thấy có gì đó không ổn. Bạch Tông Hà và Lão Hà nhìn nhau. Nói. Tiêu Trấn Quốc quát lên. Lão Hà do dự một chút, nhìn Bạch Tông Hà, "Lão Bạch, hay là ông nói trước đi, em gái của ông chính là chết dưới tay tên nhóc này." "Được." Bạch Tông Hà gật đầu, nhìn Tiêu Trấn Quốc nói, "Thái sư, hơn nửa tháng trước, Nghe Hoàng của Mị tộc mang về một tên nhóc tên là Diệp Bắc Minh. Tên nhóc này lại dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn giết chết em gái của tôi nhớ hắn dùng một thanh kiếm tương tự. Lúc đó cũng rất mơ hồ, nhưng hình dạng gần giống, hơn nữa tên nhóc này vừa ra tay đã dùng huyết long. Chỉ là ở bên ngoài phong ma cốc, hắn hét lên hai chữ hoa tộc bị lực lượng pháp tắc xóa sổ." Nghe vậy,
Lông mày của Tiêu Trấn Quốc nhíu chặt lại. Tù sư lắc đầu, lộn xộn cái gì, chuyện này có liên quan gì đến người đang nói chứ? Mắt Tiêu Trấn Quốc nheo lại, nếu, Diệp Thần chính là Diệp Bắc Minh thì sao? Ông nói gì, tù sư sững sờ, tình huống gì vậy? Cùng lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ hoàng cung đều rung chuyển. Giống như xảy ra động đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Trấn Quốc quát lớn. Một lát sau, một lão giả mồ hôi nhễ nhại chạy vào, quỳ một gối xuống, thái sư, trận pháp phong thành của đế đô bị người ta công phá, gây ra động đất. Cái gì? Tiêu Trấn Quốc giật mình, sau đó nổi giận, kẻ nào to gan như vậy, đi, đi xem. Diệp Bắc Minh phá vỡ trận pháp của đế đô, mang theo ma khí ngập trời bay về phía đế cung. Từ xa truyền đến một tiếng quát giận dữ, láo xược. Kẻ nào, dám tấn công trận pháp đế đô, còn dám bay trên không trung đế đô? Chẳng lẽ không biết đế đô cấm bay sao, còn không mau xuống đây? Một nhóm hộ vệ tuần tra bay lên trời, bao vây anh lại. Diệp Bắc Minh không có ý định dừng lại một giây nào, như sao băng lướt qua. Tất cả tù võ giả cản đường anh, đều bị một lực lượng khủng khiếp chấn vỡ. Tiêu Trấn Quốc và tù sư vừa đến cửa hoàng cung, Diệp Bắc Minh vừa vặn đạp không mà đến. Mây đen che phủ. Ma khí ngập trời. Một thanh niên cầm một thanh kiếm cổ xưa, lơ lửng trên không, ma khí sau lưng sôi trào. Nhìn thấy người này, tù sư sững sờ, Diệp Thần, là mày. Thanh kiếm này. Mắt Tiêu Trấn Quốc trầm xuống, rơi vào kiếm càn khôn trấn ngục trong tay Diệp Bắc Minh, kích động đến mức suýt nhảy dựng lên. Khó trách tôi nói hư ảnh vừa rồi quen thuộc như vậy, nhưng lại không nhớ ra. Thì ra là thanh kiếm này. Ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm không ra, không tốn công chút nào đã tìm được. Năm đó lục tung cả đại lục hỗn độn cũng không tìm thấy, vậy mà lại ở đây. Nhóc con, chấm hỏi cậu, thanh kiếm này có phải là thánh kiếm của hoa tộc hay không? Diệp Bắc Minh căn bản không có tâm tư để ý đến bọn họ, phun ra một câu, cút. Anh bước ra một bước, trực tiếp đi về phía sâu trong hoàng cung. Anh muốn hỏi sư phụ, rốt cuộc là tại sao? Tên nhóc kia, xông vào đế đô còn dám nói chuyện với tôi như vậy, chết đi. Tiêu Trấn Quốc hừ lạnh một tiếng, mang theo uy thế cực kỳ khủng bố lao tới. Khí tức thiên quân cảnh đỉnh phong bùng nổ trong nháy mắt, trong mắt chỉ có sát ý lạnh lùng. Còn có thanh kiếm trong tay Diệp Bắc Minh. Tôi bảo ông cút, mẹ nó, ông không nghe thấy sao? Diệp Bắc Minh hoàn toàn nổi giận. Kiếm càn khôn trấn ngục điên cuồng chém xuống, một con huyết long dài ngàn trượng gầm lên lao ra. Xé rách không khí, mang theo khí tức hủy diệt tất cả nghiền ép xuống. Tiêu Trấn Quốc không thể động đậy, thời gian như ngừng lại, trơ mắt nhìn huyết long nghiền ép xuống. Lúc này, đồng tử của Tiêu Trấn Quốc co rút lại, lưng ướt đẫm mồ hôi. Đừng! Huyết long mang theo cơn thịnh nộ ngập trời của Diệp Bắc Minh nghiền ép xuống, thậm chí còn sử dụng lực hỗn độn của tháp càn khôn trấn ngục. Tiêu Trấn Quốc căn bản không thể chống đỡ, trong nháy mắt đã bốc hơi. Không còn lại chút huyết phụ nào, trực tiếp biến mất. Hít! Tù sư sợ hãi đến mức suýt hồn phi phách tán. Toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm thanh niên trên không trung. Cái này! Bạch Tông Hà và Lão Hà sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất. Những tu võ giả khác đi cùng Tiêu Trấn Quốc, sợ hãi đến mức cứng đờ tại chỗ, như bị điểm huyệt. Xong rồi, tù sư tôi sắp chết sao? Tôi còn chưa muốn chết. Tù sư tuyệt vọng nghĩ. Thậm chí, không sinh ra được chút ý chí phản kháng nào. Nhưng, điều khiến tù sư bất ngờ là, Diệp Bắc Minh thậm chí không liếc nhìn hắn ta một cái. Trực tiếp đi về phía sâu trong hoàng cung. Dừng lại trên tế đàn, lấy ra ba miếng hắc long lệnh. Máu tươi nhỏ xuống. Ong. Thiên môn mở ra, Diệp Bắc Minh không chút do dự bước vào tổ địa hoa tộc, đi đến trước bia mộ của trăm vị sư phụ. Diệp đại ca, anh đã trở lại. Nguyễn Thanh Từ rất kích động. Nghê Hoàng và Lục Linh Nhi cũng bước ra, vừa định nói, Diệp. Một luồng ma khí ập đến. Trực tiếp đẩy bọn họ ra ngoài. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm bia mộ của các sư phụ, giọng khàn khàn quát, sư phụ, tại sao không nói cho con biết? Các người đã sớm biết,
một khi con tìm được Ngự Kiếm Tông, các sư tỷ sẽ dùng máu tế kiếm càn khôn trấn ngục, đúng không? Nói cho con biết, tại sao? Chấm. Bên ngoài. Đi rồi hả? Quá tốt rồi, tên nhóc kia đi rồi. Quá đáng sợ, ánh mắt vừa rồi, căn bản không phải của con người. Thái sư, bị hắn giết rồi ư? Đây là thật sao? Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Tôi không bao giờ muốn gặp lại tên nhóc kia nữa. Mọi người sợ hãi đến mức gần như sụi lơ trên mặt đất. Vẻ mặt Bạch Tông Hà đầy kinh hãi, mẹ nó, vừa rồi tôi đã nhìn thấy gì vậy? Tiêu Thái Sư bị tên nhóc kia một kiếm giết chết, lão Hà, mắt tôi không nhìn nhầm chứ? Không, không, không nhìn nhầm, môi lão Hà run rẩy, tay chân cũng run theo, tôi đề nghị, mau chạy đi. Đúng, đúng, mau chạy thôi. Bạch Tông Hà gật đầu lia lịa, nhân lúc tên nhóc kia chưa tìm chúng ta gây phiền phức, trốn cả đời không xuất hiện thôi. Hai người muốn bỏ dậy. Lại phát hiện hai chân mềm nhũn như bùn, đứng cũng không đứng dậy nổi. Có thể tưởng tượng, những gì vừa xảy ra khủng khiếp đến mức nào. Trong lòng tù sư, cũng dấy lên sóng to gió lớn, sức mạnh khủng khiếp mà Diệp Bắc Minh vừa thể hiện khiến hắn ta không sinh ra được chút ý chí phản kháng nào. Nhớ lại ánh mắt của Diệp Bắc Minh, hắn ta vẫn vô cùng kinh hãi. Đó căn bản không phải ánh mắt mà con người có thể có. Giống như thiên ma thượng cổ sống lại. Ầm. Lúc này, hư không chấn động, nứt ra một khe hở. Từ đó có một nam một nữ bước ra. Trong mắt người đàn ông mang theo một tia cuồng nhiệt, lực hỗn độn nồng đậm. Người kia lại ra tay, ngay tại đây, nói, người vừa ra tay đi đâu rồi? Một luồng uy áp cực kỳ khủng bố nghiền ép xuống. Cậu là thần quân cảnh. Đồng tử của tù sư, lão Hà, Bạch Tông Hà có rút dữ dội. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay là thế nào vậy? Sao người đến càng lúc càng đáng sợ vậy? Tù sư cố nén nỗi sợ hãi, run rẩy chỉ vào sâu trong hoàng cung, hai vị thần quân. Sâu nhất trong hoàng cung, có một thế giới không gian. Bên trong. Dẫn đường. Trần Tu nheo mắt, một tay bóp cổ tù sư. Như sách gà con đi đến tế đàn sâu nhất trong hoàng cung, tiện tay ném tù sư như ném rác. Chính là nơi này, hửm, phù văn cấm kỵ. Trần Tu nhìn phù văn trên tế đàn kinh ngạc nói, nơi này vậy mà có phù văn cấm kỵ. Người phụ nữ đi cùng tiến lại gần, cúi đầu nhìn, quả nhiên là phù văn cấm kỵ. Nhưng hình như không đầy đủ. Hai chúng ta hợp lực hẳn là có thể mở ra thế giới không gian này. Cùng ra tay. Trần Tu gật đầu. Hai người bấm tay niệm chú, không ngừng vẽ trên không trung. Toàn bộ tế đàn sáng lên, năng lượng dao động dữ dội. Lúc này, bên trong tổ địa hoa tộc. Hai mắt của Diệp Bắc Minh đầy tơ máu, nhìn chằm chằm bia mộ của 99 vị sư phụ. Sư phụ, tại sao? Tại sao các người lại làm như vậy? Các người rõ ràng biết sau khi con đến Ngự Kiếm Tông, bảy vị sư tỷ sẽ dùng tính mạng tế kiếm. Tại sao các người không nói cho con biết? Nếu không phải lục sư tỷ và thất sư tỷ không có ở Ngự Kiếm Tông, phải chăng chín vị sư tỷ đều sẽ tế kiếm sao? 99 bia mộ im lặng. Thần hồn của các sư phụ đều không xuất hiện. Sư phụ, tại sao? Diệp Bắc Minh gầm lên, trên bầu trời tổ địa có sấm chớp vang rền. Ma khí bùng nổ trên người Diệp Bắc Minh, anh lao thẳng lên trời cao, bao phủ toàn bộ bầu trời. Mưa máu rơi xuống, vô cùng đáng sợ. Ầm ầm. Một tia sét giáng xuống. Toàn bộ tổ địa đều run rẩy, cuồng phong ập đến, như đang khóc than. Các vị sư phụ, các người nói đi. Diệp Bắc Minh gần như sụp đổ. Cuối cùng. Một giọng nói xa xôi vang lên, Minh Nhi, chúng ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Thần hồn của vua tàn sát tắm trong mưa máu xuất hiện. Diệp Bắc Minh quỳ một gối trước bia mộ của vua tàn sát, sát sư phụ, rốt cuộc là tại sao? Vua tàn sát hít sâu một hơi, đưa tay xoa đầu Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, đây là số mệnh của con. Từ ngày con có được thanh kiếm này, tất cả đã được định sẵn. Người sở hữu thanh kiếm này, chỉ có thể dùng máu tươi của người thân tế kiếm mới có thể đánh thức sức mạnh thực sự của nó. Cho dù không phải là các sư tỷ của con, cũng là cha mẹ con, hoặc là người phụ nữ con yêu, là con gái con. Là các sư tỷ của con chủ động lựa chọn cái chết.
Đồ nhi, chẳng lẽ con không phát hiện ra sao? Vua Tàn Sát hít sâu một hơi, từ lúc con có được thanh kiếm này, người bên cạnh con luôn gặp phải nguy hiểm vô tận. Tất cả những điều này, đều là do ảnh hưởng của thanh kiếm này. Toàn thân Diệp Bắc Minh cứng đờ tại chỗ. Thân thể anh run rẩy, đầu óc ong ong. Người bên cạnh anh luôn gặp nguy hiểm, vậy mà lại là do ảnh hưởng của kiếm càn khôn chấn ngục. Diệp Bắc Minh quả thật không thể tin được. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt đầy máu, sát sư phụ, đây không phải là sự thật. Đúng không? Lúc này, thần hồn của giáo phụ xuất hiện, trên khuôn mặt già nua mang theo sự không đành lòng. Minh Nhi, sư phụ nói cho con biết, tất cả những điều này đều là sự thật. Con gánh vác số mệnh của hoa tộc, lại sở hữu thanh kiếm này. Đã là người được trời chọn. Vạn đạo tất có khuyết, con tuy là người được trời chọn, nhưng người bên cạnh con sẽ phải chịu tai ương vô tận. Diệp Bắc Minh quỳ xuống đất. Tiểu tháp, đây là thật sao? Toàn thân anh run rẩy. Tháp càn khôn chấn ngục im lặng, một lúc lâu sau mới nói, nhóc con, không cần để ý đến những điều này. Hàng tỷ năm sau, bụi về với bụi, đất về với đất. Tất cả những người quen biết cậu đều sẽ chết, chỉ có một mình cậu trường tồn. Cậu là đứa con của số mệnh, cũng là đứa con của vận rủi. Sau khi nhận được câu trả lời, Diệp Bắc Minh không nhịn được nữa, một dòng huyết lệ tuôn ra. Ha 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 ha, thì ra là thế, Diệp Bắc Minh tôi là một người mang theo vận rủi. Ha 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 ha, khó trách bắt đầu từ Long Quốc, cha mẹ nuôi của tôi nhà tan cửa nát. Diệp gia Côn Luân gặp nạn, mấy người ông ngoại bị vô số thế lực truy sát. Thanh Huyền Tông, thế giới cao võ, thánh vực, thế giới tam thiên, thần giới. Khó trách người bên cạnh tôi liên tục gặp nguy hiểm. Ha ha ha, thì ra tôi là người mang vận rủi, thì ra đều là do tôi mang đến. Diệp Bắc Minh vô cùng tuyệt vọng. Trong lòng càng thêm tự trách. Tôi có lỗi với Long Quốc, có lỗi với Diệp gia, có lỗi với cha mẹ tôi. Tôi càng có lỗi với đám người Nhược Giai, Nhược Tuyết, Tôn Thiến, Sáng Nguyệt. Tôi có lỗi với hai đứa con gái của tôi càng có lỗi với bảy vị sư tỷ của tôi, ha 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 ha. Diệp Bắc Minh vừa khóc vừa cười. Căn bản không thể chấp nhận sự thật này. Đồ nhi. Thần hồn của tất cả các sư phụ đồng thời xuất hiện, đau lòng nhìn Diệp Bắc Minh. Long đế cũng an ủi, nhó con không cần như vậy. Tất cả những điều này đều không phải là ý muốn của con. Giáo phụ khuyên nhủ, đồ nhi, con còn có chúng ta. Diệp Bắc Minh cười tự giễu, huyết lệ đã chảy khô, nếu không phải do con, sao các sư phụ lại rơi vào kết cục như vậy? Đột nhiên, Diệp Bắc Minh từ từ đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Giơ tay nắm chặt, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong lòng bàn tay, ông trời trên cao, hôm nay Diệp Bắc Minh tôi mạo muội hỏi một câu. Nếu tôi từ bỏ tất cả, không cần số mệnh nghịch thiên này, liệu có còn làm khó những người liên quan đến tôi nữa không? Bầu trời im lặng như tờ. Đột nhiên, tế đàn ở phía sau chấn động, nứt ra một khe hở không gian, Trần Tu và người phụ nữ đi cùng xông vào tổ địa hoa tộc. Quả nhiên có một thế giới không gian. Trần Tu mừng rỡ, ánh mắt đảo qua, tượng đài định hình linh hồn, có người muốn dùng thứ này để phục sinh. Giây tiếp theo, ầm ầm, bầu trời run rẩy, mơ hồ có một luồng lực lượng pháp tắc khẽ dao động. Giống như đang đáp lại lời nói của Diệp Bắc Minh. Chuyện gì xảy ra thế? Trần Tu và người phụ nữ đi cùng ngẩng đầu nhìn trời. Diệp Bắc Minh cười, được, tôi hiểu rồi. Dị hỏa, ra đây. Anh quát khẽ lên. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 107.